Xin chào cả nhà nha. Đây là thị xã Bến Cát thôi cả nhà. Mình đi ban đêm cả nhà, mình quay cho nhà xem cả nhà. Giờ mình đi thôi. Rồi máy là mình chạy thôi. Đây mình chạy ra chỗ Tần Dù, còn bên Bến Cát. Tối đông lắm, nhộn nhịp lắm. Chơi rồi á, đói à, cầm thị xã Bến Cát. Đây cái mình chạy ngang bên cái mình chạy lên đường lên hội nghị, trong hội nghị nó đường đẹp lắm, mấy cái đèn đường á rất là đẹp luôn, đèn trang tí. Chơi nhiều, mưa là tỏa nhà hết luôn. Đó, đây nè, một bình của Bến Cát ở đây. Rồi giờ quẹo phải đi, quẹo phải mình lên. Đó, đang đường quá chừng luôn à, đèn đăng ký đủ màu luôn. Đây có gì đây? Có, đây là trung tâm hội nghị nè cả nhà. Giao lưu văn hóa văn nghệ gì đây? Đây có hội chợ đó làm sao? Tối ra đây vui lắm. Đi chụp patin rồi mấy đứa nhỏ nó chơi đây nè. Có giống có hội chợ đó làm sao? Rộng rãi, thoáng mát á, ra đây tao không mát rồi tao chơi ở đây. Đây là trong hội nghị tổ chức sự kiện ở đây. Lãm dài lắm, đồ gỗ, cây cảnh, cây kiển rồi á. Bữa thấy dài đây rồi đi rồi. Đây mình chạy chút xíu nữa ra cống ngã ba cống rau muống à. Cống rau muống là ngã ba Tẩm Xét gì cũng nó đó, hai ba tên.
mình và dân địa phương quen rồi, kêu có mong muốn không, các bạn có mong muốn làm lên đó. Hồi đó chỗ đó có một cái cây xăng, sau này người ta dẹp cái xăng đi rồi người ta làm cái tượng đài lên. Đây là vô của thị xã Bến Cát nè, nó chạy vô trong thị xã Bến Cát á. Đèn đẹp quá. Quá chừng đèn luôn. Xả Bến Cát về đêm. Xe chạy dọc nhiều vui. Rồi, tới đây chào cả nhà nha. Bye bye, hẹn gặp lại.